Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Hành trình tương lai thứ năm ngày 1 tháng 10. Vậy là một mùa thu đẹp đang dần khép lại, gió lạnh sắp tràn về, chuyến tàu mùa đông cũng chuẩn bị khởi hành. Hãy gạt bỏ những chuyện buồn của tháng cũ, chúng ta lại cùng nhau chào đón một tháng 10 với nhiều niềm vui và sự lạc quan yêu đời quý vị nhé. Và hôm nay cũng là ngày Tết Trung Thu, ban biên tập chúng tôi đã cho ra mắt kênh Hành trình tương lai huyền bí với nội dung hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ. Đây cũng coi như một món quà Trung Thu gửi đến quý vị khán giả thân yêu khắp nơi trên thế giới. Quý vị nếu chưa tìm được kênh Thời tiết và kênh Hành trình tương lai huyền bí thì có thể truy cập vào đường link chúng tôi có để ở phần mô tả quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Đi kiểm tra công trình, chủ thầu tử vong vì bị dòng dọc cuốn vào người. Đề xuất nới điều kiện hỗ trợ của gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 114 và 115 chính thức hoạt động, người dân chỉ cần một cú chạm không phải suy nghĩ. Tân Thủ tướng Nhật Bản chọn Việt Nam cho chuyến công du đầu tiên. Cháy xưởng in ấn tại thành phố Hồ Chí Minh, người mắc kẹt dùng vải đu xuống đất thoát thân. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, gọi điện quảng cáo trước 8 giờ sáng bị phạt 30 triệu đồng. Bắt nguyên đại úy lừa hơn 2 tỷ đồng chạy trường công an quân đội. Chủ tịch Quảng Bình lên tiếng vụ đoàn xe biển xanh dừng trên cầu để chụp ảnh. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Vào khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 9, tại một công trình trên phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông tử vong. Nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, nạn nhân 40 tuổi là chủ thầu khi đang kiểm tra công trình ở tầng 5 thì thấy thang máy có dấu hiệu trục trặc. Sau đó, ông ta đã ghé đầu vào để kiểm tra kỹ thì bị dòng dọc của thang cuốn vào cổ tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt. Sau khi làm xong các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà để về lo hậu sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo báo Dân Trí đưa tin, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 42 NQ-CP và quyết định sửa đổi bổ sung một số điều quyết định số 15-2020-QĐ-TTG nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng liên quan dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Tờ trình đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 và không quá 3 tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bỏ điều kiện đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, đồng thời bỏ nội dung trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Bộ đề xuất kéo dài khoảng thời gian lao động ngừng việc được hỗ trợ từ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thành trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 để tiếp tục hỗ trợ cho người sử dụng lao động đến hết năm 2020 bằng nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách. Thời gian hỗ trợ cho vay vẫn không quá 3 tháng. Trong tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính phê duyệt bởi cấp huyện và cấp tỉnh khi làm hồ sơ xét duyệt chuyển sang việc doanh nghiệp trực tiếp kê khai hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hồ sơ vay vốn, người sử dụng lao động tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 114, 115 tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những lợi ích tiêu biểu nhất của hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113, 114, 115 là người dân không cần nhớ chức năng của từng đầu số mà chỉ cần gọi một trong ba số trên đều được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý thông tin.
Ví dụ, khi gặp hỏa hoạn, nạn nhân gọi cứu hộ qua đầu số 113 sẽ được chuyển tiếp đến tổng đài 114. Thông qua hệ thống liên thông này, vị trí của gọi của nạn nhân sẽ được xác định trên bản đồ, giúp tổng đài viên nhanh chóng khoanh vùng điều phối lực lượng cứu hỏa gần nhất đến hiện trường. Song song với đó là chuyển tiếp thông tin đến tổng đài 113 và 115 để hỗ trợ lực lượng ứng cứu kịp thời. Bên cạnh cách thức gọi điện truyền thống thông qua ứng dụng HCMC EOC trên App Store hoặc CH Play, người dân có thể sử dụng điện thoại để liên hệ đến các cơ quan chức năng khi cần được hỗ trợ khẩn cấp. Đài NHK của Nhật Bản ngày 30 tháng 9 hôm qua cho biết Thủ tướng Suga Yoshihide có thể thăm Việt Nam và Indonesia vào giữa tháng 10 này vì đây là những nơi đã ổn định tình hình dịch bệnh. Chuyến đi này được biết là nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Biển Đông ngày càng gia tăng. Dự kiến nếu quyết định cuối cùng được đưa ra trong những ngày tới, Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia. Việc Thủ tướng Suga Yoshihide thăm Việt Nam và Indonesia ngay sau khi nhậm chức còn thể hiện lời hứa của ông Suga sẽ kế thừa di sản của người tiền nhiệm là ông Shinzo Abe, đặc biệt trong chính sách ngoại giao. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 30 tháng 9, người dân sống trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hiện khói đen bốc nghi ngút từ một căn nhà cao tầng. Hiện trường vụ cháy là xưởng in ấn vải 3D, đây là nơi có nhiều công nhân làm việc tại đây mỗi ngày. Khi thấy cháy, nhiều người tại tầng trệt của căn nhà đã hoảng hốt tháo chạy và chi hô người dân ứng cứu. Tuy nhiên, cột khói bốc cao và lửa bùng phát nhanh khiến một số người tại tầng 1 và 2 của căn nhà bị kẹt trong đám cháy. Những người kẹt trong đám cháy dùng vải quận trong căn nhà làm dây đu xuống đất, thoát thân. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, tuy nhiên nhiều tài sản tại tầng trệt của căn nhà bị thiêu rụi. Vụ cháy còn khiến hai người trong căn nhà bị thương trong quá trình thoát thân. Nguyên nhân vụ cháy xưởng in ấn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, từ tháng 10 năm 2020, hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực thi hành. Đáng chú ý là Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi vi phạm quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác cụ thể như sau. Thực hiện quá một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng. Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng. Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong thời gian còn tại ngũ, Phạm Văn Dũng mang quân hàm đại úy, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cửa Lò, phục viên tháng 5 năm 2019, luôn khoe khoang mình quen biết rộng, có thể xin cho một số người vào học ở các trường quân đội công an mà không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh. Tin tưởng, 4 người ở Hà Tĩnh đã đưa cho Dũng hơn 2 tỷ đồng để nhờ xin cho con em của họ vào học các trường quân đội, công an. Trong đó có 2 người nhờ xin vào học trường quân đội với giá là 450 triệu đồng một người. 2 người nhờ xin vào trường công an với giá là 550 triệu đồng một người. Sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện đúng lời hứa và đã chiếm đoạt số tiền đó của các nạn nhân. Để phục vụ quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Theo Vietnamnet đưa tin, nhiều người dân lưu thông qua cầu Nhật Lệ 1, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào ngày 29 tháng 9 đã bày tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến 4 xe biển xanh mang biển kiểm soát 29A06131, 73A00137, 73B1969 và 73A00170 đậu trên cầu. Sau khi dừng xe giữa cầu, nhiều người trên những chiếc xe này bước xuống và đi ra lan can của cầu và chụp ảnh.
ngoài 3 xe biển xanh của một số cơ quan đơn vị đang đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xe biển xanh 29A06131 chở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Trao đổi với báo Vietnamnet chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cho biết ông đã nắm được vụ việc. Theo ông Thuật, đoàn cán bộ chỉ dừng lại chụp ảnh để lấy hình ảnh quy hoạch hai bên bờ sông Nhật Lệ, chứ không phải chụp ảnh cá nhân tự sướng hay gì cả. Ông Thuật nói rõ, giá như đi bộ qua thì tốt hơn, chỗ đó trên cầu Nhật Lệ 1 dừng là không đúng, không nên như thế. Nhưng vì công việc của họ, họ muốn làm nhanh để đi nơi khác nên mới xảy ra sự việc như vậy. Trao đổi với báo Vietnamnet tối ngày 29 tháng 9, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh cho biết, liên quan đến vụ việc, hai tài xế lái xe biển xanh của đơn vị này đã đến cơ quan công an nộp phạt. Do tiền nộp phạt không phải trích từ nguồn kinh phí của cơ quan nên tôi không biết mức phạt là bao nhiêu. Tiếp theo sẽ là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Truyền thông đại lục yêu cầu ứng cử viên tổng thống không nhắc tới Trung Quốc trong các phiên tranh luận. Việc chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền có thể trở thành một chủ đề trong tranh luận tổng thống Mỹ. Nổ nhà máy hóa chất ở Hồ Bắc, 5 người chết, 1 người bị thương. Xuất hiện hàng loạt bệnh viện dã chiến quy mô lớn ở tỉnh Quảng Châu. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ The Epoch Times, trước cuộc tranh luận Tổng thống Hoa Kỳ, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã chỉ thị rằng cố gắng hết sức yêu cầu ứng cử viên Tổng thống không động đến chủ đề về Trung Quốc trong cuộc tranh luận. Trước đó vào sáng ngày 30 tháng 9 hôm qua, theo giờ Việt Nam, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tiến hành cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Vài giờ trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo đã đăng một bình luận với tiêu đề "Cuộc tranh luận vận động bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ không nên lạm dụng vấn đề Trung Quốc để diễn kịch". Bình luận của Nhân dân Nhật Báo được ký tên là Zhang Sheng. Zhang Sheng là từ viết tắt đồng âm của Đài Tiếng Nói Trung Quốc và thường được coi là đại diện trực tiếp cho ý kiến của cơ quan quyền lực cao nhất của chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, các ý kiến của Zhang Sheng được coi là có thẩm quyền đặc thù. Giới quan sát cho rằng, việc Nhân dân Nhật Báo công bố những bình luận có thẩm quyền như vậy vào thời điểm này là một chỉ thị trần trụi của chính quyền Trung Quốc đối với các ứng cử viên Mỹ. Mới đây, ông Joseph Bosco, cựu giám đốc phụ trách vấn đề Trung Quốc của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã xuất bản một bài báo trên trang web The Hill, nói rằng các vấn đề nhân quyền như cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc có thể trở thành chủ đề tiềm năng để tranh luận trong cuộc bầu cử giữa hai ứng cử viên Trump và Biden. Ông Bosco cho biết, chính quyền Trung Quốc không những bức hại người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và Phật tử Tây Tạng, mà còn bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo và các nhóm tôn giáo khác. Chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng của người còn sống từ các tù nhân lương tâm như học viên Pháp Luân Công để buôn bán vì mục đích thương mại. Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu và các cơ quan chính phủ khác đã liên tiếp thông qua các nghị quyết yêu cầu chính quyền Trung Quốc ngay lập tức ngừng thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Công. Ông Joseph Bosco cũng chỉ ra rằng các vấn đề như truy cứu trách nhiệm về virus viêm phổi Vũ Hán, Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, Bắc Triều Tiên, v.v. đều có thể trở thành chủ đề tiềm năng cho cuộc tranh luận bầu cử Mỹ. Theo bài viết của tác giả Hao Yan trên tờ South Pop, mới đây một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở khu công nghiệp Đàm Hồ, thị trấn Nhạc Khẩu, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, khiến 5 người chết và 1 người bị thương. Các kênh truyền thông địa phương cho biết, trong quá trình vận hành thiết bị máy móc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp hóa chất Thiên Môn Sở Thiên, một trang thiết bị đã phát nổ. Sau khi vụ nổ xảy ra, toàn bộ nhà xưởng bị khói vàng bao phủ. Theo một người trong cuộc có mặt tại hiện trường, có thể là do rò rỉ axit nitric. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, sau vụ nổ, một lượng lớn khói màu vàng bốc ra từ nhà xưởng. Được biết, công ty này đã nhiều lần bị người dân phản ánh, khí thải ra rất khó ngửi. Trang web của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp hóa chất Thiên Môn Sở Thiên cho thấy công ty này là một doanh nghiệp dược phẩm và hóa chất tham gia vào nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh dược phẩm trung gian.
Mới đây, Văn phòng Thông tin của Chính quyền tỉnh Quảng Châu đã tổ chức một cuộc họp báo thông báo về việc sẽ tiến hành xây dựng hóa theo quy phạm đối với 108 bệnh viện và 197 phòng khám sốt trên toàn thành phố. Tất cả các dự án cải tạo sẽ hoàn thành vào cuối tháng này và các dự án mới sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 12. Ngoài ra, chính quyền cũng yêu cầu toàn bộ thành phố dự trữ bệnh viện dã chiến, đồng thời yêu cầu các thành phố khác và các khu vực khác thiết lập quy mô 1.000 giường bệnh và từ 300 đến 500 giường bệnh, chọn ra 2 đến 3 sân vận động, khu triển lãm cỡ lớn để làm nơi xây dựng bệnh viện dã chiến. Chính quyền tỉnh Quảng Châu đã chuẩn bị sơ bộ kế hoạch cải tạo và bắt đầu sử dụng bệnh viện dã chiến ứng phó khẩn cấp ở Quảng Châu. Quảng Châu có tổng cộng 11 khu, nếu tính theo quy mô dự trữ tối thiểu là 2 nhà cho tổng 11 khu, thì toàn tỉnh Quảng Châu sẽ có ít nhất 24 bệnh viện dã chiến với khoảng 8.600 giường bệnh. Quan chức tỉnh Quảng Châu ban đầu tuyên bố rằng việc thực hiện các biện pháp trên là để hoàn thiện hệ thống dịch vụ vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã đề cập rõ ràng rằng cần phải thực hiện phương pháp phòng chống dịch bệnh chủng mới đợt thu đông tại tỉnh Quảng Châu và chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt. Ngay sau đây sẽ là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tổng thống Trump cho rằng Biden không tin vào luật pháp và trật tự. Cơ quan di trú Mỹ lập kế hoạch thực thi pháp luật nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp. Mô hình Đài Loan tương phản hoàn toàn với mô hình của Bắc Kinh. Thị trưởng Romania tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 dù đã qua đời. Đại sứ Triều Tiên nói về phẩm giá của Bình Nhưỡng. Armenia, Azerbaijan sẽ không đàm phán giảm xung đột. Tổng thống Philippines bất bình với Facebook. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hãng Fox News đưa tin, Tổng thống Trump miêu tả ông Joe Biden yếu kém về việc xử lý tội phạm trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên được tổ chức tại Cleveland, cáo buộc cựu phó tổng thống không ủng hộ luật pháp và trật tự. Ông Trump nói rằng ông Biden thậm chí không thể nói từ thực thi pháp luật bởi vì nếu ông nói ra cụm từ này, ông sẽ mất tất cả những người ủng hộ cánh tả cực đoan của mình. Tổng thống Trump cũng cáo buộc Biden gây ra tình trạng bất ổn ở các thành phố của Mỹ sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen bị ngộ sát và phong trào cắt ngân sách cảnh sát. Ông Trump tiếp tục khẳng định rằng, chúng tôi tin tưởng vào luật pháp và trật tự. Nhưng ông Joe Biden thì không, 10 thành phố hàng đầu được điều hành bởi Đảng Dân Chủ và trong nhiều trường hợp là phe cánh tả cực đoan và họ hoàn toàn kiểm soát ông ấy, Joe. Hãng Fox News dẫn nguồn thạo tin cho biết chính quyền Trump đang chuẩn bị cho một loạt các hoạt động thực thi an ninh di trú nhắm vào nhập cư bất hợp pháp tại ít nhất ở 3 thành phố trú ẩn. Hoạt động của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE sẽ tiến hành ở các bang California, Denver và Philadelphia và nhiều khả năng bao gồm các thành phố và khu vực khác trên toàn quốc. Tờ Bưu điện Washington đưa tin đầu tiên về các hoạt động này, có thể chúng sẽ diễn ra ngay trong tuần này tại California. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chakov có thể đi đến ít nhất một trong những khu vực đó. Hãng Fox News dẫn lời một đại diện phát ngôn của ICE nói trong một tuyên bố cho biết, chúng tôi không bình luận về bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào của việc thực thi pháp luật có thể gây tác động bất lợi tới các viên chức và công chúng. Tuy nhiên, hàng ngày, như một phần của các hoạt động thường lệ, cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ nhắm mục tiêu và bắt giữ những người nước ngoài phạm tội và những cá nhân vi phạm luật nhập cư quốc gia. Theo tờ Taiwan News, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT Brent Christensen trong một bài phát biểu tập trung vào các giá trị được chia sẻ bởi Đài Loan và Hoa Kỳ đã khẳng định các giá trị dân chủ cốt lõi của mô hình Đài Loan trái ngược hoàn toàn với các hành vi đàn áp mà Bắc Kinh sử dụng ở Trung Quốc. Ông Christensen cho rằng việc Đài Loan thành công trong việc kiểm soát đại dịch viêm phổi Vũ Hán không chỉ nằm ở việc biết cách vận dụng các thành tựu khoa học và y tế mà còn bởi họ được thúc đẩy từ các giá trị dân chủ, minh bạch tự do báo chí, Internet, pháp quyền và sự liên lạc chặt chẽ giữa chính phủ và những người thừa hành, hoàn toàn trái ngược với các cách đàn áp được áp dụng bởi mô hình độc tài bên kia eo biển. Giám đốc AIT cũng nhấn mạnh những tiến bộ mà Đài Loan đạt được đối với các giá trị kinh tế được chia sẻ, bao gồm hợp tác công nghệ cao dựa trên thị trường tự do, tinh thần kinh doanh và tự do sáng tạo.
Theo hãng tin AP, thị trấn Deveselu ở Romania đã công bố kết quả bầu cử với phần thắng thuộc về thị trưởng Ion Aliman, 57 tuổi. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 của ông Aliman. Tuy nhiên, điều đặc biệt là ông Aliman đã qua đời 2 tuần trước đó vì biến chứng của viêm phổi Vũ Hán. Nhiều người dân sau đó đã thăm mộ và thắp nến tưởng niệm ông Aliman. Một người đàn ông nói, đây là chiến thắng của ông, chúng tôi biết ông sẽ tự hào về chúng tôi. Hãy yên nghỉ nhé, ông là thị trưởng đích thực của chúng tôi. Ông Aliman, một cựu quan chức hải quân, qua đời hôm 17 tháng 9 tại một bệnh viện ở Bucharest. Tên của ông đã được in trên phiếu bầu cử và không thể xóa đi. Một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức. Theo hãng tin John Hap, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song cho biết Bình Nhưỡng sẽ không bán rẻ nhân phẩm của mình để phát triển kinh tế và sẽ bảo vệ an ninh của họ bằng sức mạnh tuyệt đối mà họ đã xây dựng được. Ông Kim Song nói rằng, thực tế là chúng tôi rất cần một môi trường bên ngoài thuận lợi cho việc xây dựng kinh tế, nhưng chúng tôi không thể bán rẻ phẩm giá của mình chỉ với hy vọng về một sự chuyển biến rực rỡ, phẩm giá mà chúng tôi vẫn luôn bảo vệ như chính mạng sống của chúng tôi. Đây là lập trường kiên định của chúng tôi. Nhà ngoại giao Triều Tiên lưu ý rằng, nhà lãnh đạo tối cao của đất nước ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân và dân vượt qua khó khăn bằng cách đối đầu trực tiếp với nó bằng chính sức mạnh nội lực. Đại sứ Bắc Hàn tuyên bố những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm kìm hãm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và vô vàn khó khăn khác sẽ tiếp tục cản trở bước tiến của chúng tôi. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu của nhân dân để vượt qua chúng và mở ra con đường thịnh vượng bằng chính nỗ lực của mình cũng sẽ vì thế được đẩy mạnh hơn nữa. Hãng Reuters đưa tin, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau nã đạn vào lãnh thổ của mình và bác bỏ việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước này ở khu vực Nagorno-Karabakh có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước đó, ngày 27 tháng 9, trận giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa Azerbaijan và các lực lượng Armenia dân tộc thiểu số. Bất chấp những lời kêu gọi hòa bình khẩn cấp từ Nga, Hoa Kỳ và các nước khác, cuộc xung đột này có nguy cơ leo thang hơn nữa. Xung đột đã làm dấy lên lo ngại về sự ổn định ở khu vực Nam Caucasus, một hành lang nơi đặt các đường ống dẫn dầu và khí đốt đến các thị trường thế giới. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã thẳng thừng loại trừ mọi khả năng đàm phán, trong khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố rằng việc đàm phán hòa bình không thể diễn ra trong khi giao tranh vẫn tiếp tục. Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã đề nghị Facebook xem lại mục đích hoạt động ở Philippines khi không giúp chính phủ nước này làm điều có ích cho dân. Ông Duterte phát biểu trên truyền hình rằng, ngày này Facebook, chúng tôi cho phép các ông hoạt động ở đây với hy vọng các ông có thể giúp chúng tôi. Nhưng giờ đây khi chính phủ không thể tán thành hay ủng hộ điều gì đó vì lợi ích của người dân, thì mục đích của các ông tới đất nước chúng tôi là gì? Tuyên bố trên được ông Duterte đưa ra sau khi Facebook hôm 22 tháng 9 thông báo xóa một loạt các tài khoản ảo, trong đó có các tài khoản từ Philippines được cho là chuyên chia sẻ nội dung ủng hộ Tổng thống và những lời chỉ trích nhắm vào nhóm vũ trang chống chính phủ quân đội quốc gia mới NPA. Facebook cho rằng một số tài khoản ảo này có liên quan tới quân đội và cảnh sát Philippines, tuy nhiên họ đều phủ nhận. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tin đáng chú ý trong ngày. Trước tiên là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Mới đây, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin Việt Nam là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất vaccine trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam cũng đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu vaccine để có vaccine made in Việt Nam cho người Việt Nam. Bộ Y tế đã chỉ đạo các nhà sản xuất trong nước tăng cường các hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine. Dự kiến trong năm 2021 sẽ có ít nhất một nhà sản xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, giai đoạn 3 tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tổng số ca nhiễm trên cả nước hiện đang là 1.094 ca, trong đó có 35 ca tử vong, 49 ca đang điều trị và 1.007 ca đã hồi phục. Sau đây là phần tin đáng chú ý trên thế giới. Mới đây, ông Joseph Bosco, cựu giám đốc phụ trách vấn đề Trung Quốc của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đã xuất bản một bài báo trên trang web The Hill, nói rằng các vấn đề nhân quyền như cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc có thể trở thành chủ đề tiềm năng để tranh luận trong cuộc bầu cử giữa hai ứng cử viên Trump và Joe Biden.
Ông Joseph Bosco cũng chỉ ra rằng các vấn đề như truy cứu trách nhiệm về virus viêm phổi Vũ Hán, Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, Bắc Triều Tiên v.v. đều có thể trở thành chủ đề tiềm năng cho cuộc tranh luận bầu cử của Mỹ. Hãng Reuters đưa tin, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau nã đạn vào lãnh thổ của mình và bác bỏ việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước này ở khu vực Nagorno-Karabakh có nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Sau đây là số liệu tổng hợp các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán theo nguồn Worldometer Meter. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 33.865.157 ca. Tổng số ca tử vong đang là 1.012.942 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 25.164.236 ca. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được theo dõi bản tin tổng hợp của Hành trình Tương lai ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng 8 âm lịch, theo quan niệm dân gian của người phương Đông là ngày Tết Trung Thu. Vậy Trung Thu vốn là Tết của ai? Giữa không gian ngát hương vào một ngày đẹp nhất, mùa đẹp nhất, ánh trăng sáng vàng vạc trong tiết thu mát mẻ thanh tao, đó là ngày lễ Trung Thu mà trong quan niệm của người Việt là khi con người có sự giao thoa kỳ diệu với đất trời vũ trụ. Cái ý nghĩa thuần khiết và vẹn toàn ấy giờ chỉ còn trong hoài niệm. Có nhiều tích về nguồn gốc của Tết Trung Thu, từ sự tích về vua Đường Minh Hoàng lên cung Trăng để gặp lại ái nhân Dương Quý Phi, đến tích về Hằng Nga ly biệt Hậu Nghệ. Điều thú vị là nguyên gốc Tết Trung Thu chẳng có chút nào liên quan đến thiếu nhi cả. Thế nhưng với người Việt, Tết Trung Thu luôn là cái Tết dành cho trẻ nhỏ. Cứ mỗi dịp thu về, khi những cơn gió dịu dàng xua đi cái nóng khắc nghiệt của mùa hạ, lòng người lại nao nao chờ đón ngày rằm tháng 8, hay còn gọi là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu không chỉ là dịp vui chơi của trẻ nhỏ mà đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của con người, là sợi dây kết nối giữa hiện tại và những ký ức xa xưa. Ấy vậy mà cho đến ngày nay vẫn chưa có ai xác định rõ ràng về nguồn gốc của ngày Tết Trung Thu. Ngày nay, Trung Thu đã trở thành lễ Tết của tất cả mọi người. Đối với trẻ em, Tết Trung Thu là dịp được rước đèn ông sao, đèn kéo quân, được phá cỗ, được múa hát, vui chơi. Với những người xa quê, Trung Thu là dịp để đoàn viên, sum họp, để trở về và cảm nhận mái ấm gia đình. Với nhiều người khác, Trung Thu và vầng trăng sáng trong trên bầu trời như sợi dây kết nối họ với những ký ức xa xôi nào đó, giúp họ gửi gắm những tâm tình và biết bao trăn trở, thổn thức trong cõi trần gian của mình. Và Ngọc Trang xin gửi đến quý vị một bài thơ nhân dịp hôm nay là Trung Thu. Bài thơ có tên Trung Thu của tác giả Vô Danh Cư Sĩ. Kìa Trung Thu, Tết xưa khởi phát vốn từ Trung Nguyên, ngàn năm văn hóa thần truyền, bao đời gìn giữ mà nên tích này. Thuần phong mỹ tục quý thay, giữa rằm tháng 8 ấy ngày đoàn viên. Tạ ân trời đất tự nhiên, tạ ân vô lượng Phật tiên thánh thần, nhắc người tích đức tu thân, động viên con cháu chuyên cần hiếu ngoan. Rước đèn đánh trống múa lân, thảy đều văn hóa ngàn năm lưu truyền, giúp người nhớ lấy căn nguyên, phải đâu vô cớ vô duyên giáng trần. Cũng là phàm bổn quy chân, phục hưng truyền thống muôn phần phúc âm. Trải bao dâu bể hồng trần, hỏi ai còn nhớ cội nguồn cố hương. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Vô Danh Cư Sĩ với bài thơ rất tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tạm biệt nhau, Ngọc Trang vẫn muốn chia sẻ đến quý vị có một phương pháp giúp chúng ta có được sức khỏe tốt về tinh thần và thể chất, đó chính là luyện tập khí công. Và theo như chúng tôi được biết, đây cũng là một liệu pháp thật tốt hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Và nếu yêu mến chúng tôi, quý vị đừng quên chia sẻ và đăng ký thêm kênh Hành Trình Tương Lai Huyền Bí quý vị nhé. Đây là một chương trình hoàn toàn mới, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ, với chủ đề về khoa học và tâm linh vô cùng hấp dẫn. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi một video. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Tết Trung Thu vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.